Yo, hello anh em, chúng ta đã quay trở lại cùng với Top Mobile Games. Và ngày hôm nay chúng ta hãy nói về iconic Salihamidzic của chúng ta. Salihamidzic là một phiên bản mà có lẽ là rất nhiều những cái fan nói chung theo cái tầm tuổi của mình đi, không nắm rõ được là ông này là cầu thủ như thế nào. Bởi vì có lẽ là cái thời của Salihamidzic đã quá lâu rồi. Và nếu như không phải một fan cứng của Bayern Munich thì cũng không biết cầu thủ này là ai cả. Tuy nhiên thì trong game của chúng ta, đây là một cầu thủ mà có lẽ là được cái bộ chỉ số nó khá là ưu ái từ Konami, với những cái chỉ số cực kỳ cao về tốc độ hay là khả năng về chuyền dài, về cái aggression rất là thích thú của Salihamidzic luôn. Bởi vì sao, anh em sẽ có cho mình một trong những cái cầu thủ mà có khả năng là giữ balance cực kỳ hay và luôn luôn hướng về phía trước, kể cả khi là gặp những cái tình huống mà đối phương áp từ phía sau, đối phương đập vào từ phía trước. Thì Salihamidzic ở cái phiên bản này và có cái buff của Bayern Munich sẽ khiến cho có những cái khả năng mà không dễ để bị đánh bại khi mà Salihamidzic cầm chịch cái cánh của anh em. Thì với cái lối đá của Salihamidzic đã chuyên về possession game và chỉ đá cánh thôi, thì cá nhân mình thấy là khi mà xếp cho các cái vị trí như là RB và RMF của Salihamidzic, chúng ta có những cái sự lựa chọn về khả năng truyền vượt tuyến cực kỳ là hay. Và nếu như anh em chơi cái chiến thuật hiện tại mình đang có là của Zidler hay kể cả là 4-4-2 đi, thì cái việc trồng cánh cùng với Salihamidzic là cực kỳ đơn giản. Nếu chúng ta đi sâu hơn vào những cái bộ chỉ số mà Salihamidzic đang sở hữu, đặc biệt nhất là cái khả năng về truyền dài cũng như là dứt điểm, không có quá nhiều những cái vị trí đá cánh hay là kể cả đá đẩy xuống RB có cái khả năng dứt điểm finishing tận 95 khi được buff chỉ số của câu lạc bộ Bayern Munich. Thêm vào đó là tốc độ cực kỳ đáng nể với khả năng bứt tốc 98 và sẽ giúp cho anh em vượt qua được rất nhiều những cái hàng hậu vệ của đối phương. Hiện tại đối với những cái cánh mà ví dụ Salihamidzic phải đối đầu là Davies chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một trong những cái sự đối đầu nó năm ăn năm thua, vì hai cầu thủ đều có tốc độ rất là cao, cũng như là Salihamidzic sở hữu cái balance và physical contact cực kỳ tốt, giúp cho anh em trong cái việc đánh chặn, che người, che bóng và tiến lên phía trước cực kỳ là dễ dàng. Khả năng về phòng ngự thì không đánh giá quá cao với cái bộ chỉ số này, nhưng với cái aggression nó cao như thế này, anh em sẽ luôn luôn tạo cái áp lực dành cho đối phương nếu anh em chơi pressing tầm cao. Cái mình thích nữa đó chính là khả năng về giữ bóng của Salihamidzic. Cũng giống như mình vừa nói rồi, Salihamidzic chuyên đá cánh. Nếu anh em đẩy xuống RB thì cũng không có quá nhiều những vị trí RB có khả năng giữ bóng tốt như thế này, có lẽ là ngoại trừ Cafu ra. Cafu có thể hình tốt hơn Salihamidzic, nhưng mà nói chung thì hai cầu thủ này nó cũng tầm tầm ngang nhau về khả năng hỗ trợ tấn công. Có khi là Salihamidzic còn nổi bật hơn cả Cafu ở cái điểm này nữa cơ. Với pinpoint crossing, với check back, với interception, với cả fighting spirit, đương nhiên là không có quá nhiều các cái skill truyền, nhưng mà khả năng truyền ngắn cũng như là khả năng truyền dài là khá ổn từ vị trí của Salihamidzic rồi. Dứt điểm thì mình thấy là đây cũng là một mẫu cầu thủ dứt điểm cũng khá là hay, khi mà anh em xếp vị trí RMF hay kể cả RB và tạo cái bất ngờ cho đối phương, và chúng ta trùng biên chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một trong những quân bài cực kỳ thú vị khi để ở vị trí RB nữa cơ. Nhìn chung thì Salihamidzic là một mẫu cầu thủ mà chơi mình thấy là rất là đáng đồng tiền bát gạo, và nếu như mà anh em có trong đội hình full Bayern Munich thì đây sẽ là một quân bài mà không thể thiếu được ở vị trí cánh phải, hỗ trợ rất nhiều cho cái hàng tiền đạo của chúng ta. Hy vọng với video này anh em cũng sẽ có một cái nhìn tổng thể hơn về Salihamidzic. Đương nhiên là mình cũng sẽ không nói đến các nhược điểm quá nhiều, khi mà Salihamidzic hiện tại đang là một trong những cái vị trí đá cánh mình thấy là ok nhất ở vị trí RMF hiện tại chúng ta. Nếu như mà em nói về Beckham đi, Beckham đương nhiên là đá cánh, nhưng mà mình thấy Beckham để vào giữa nó lại hay hơn khá là nhiều và cho chúng ta nhiều cái sự lựa chọn hơn. Còn riêng với trường hợp của Salihamidzic chuyên đá cánh thì anh em sẽ thấy là nó có một cái sự hòa hợp cực kỳ nhanh cùng với các vị trí xung quanh, cũng như là cái khả năng mà đá cánh nó phối hợp rất là easy và nhẹ nhàng. Và khi đó thì đương nhiên chúng ta sẽ có nhiều các cái sự lựa chọn hơn ở khu vực trung tuyến, khi mà chúng ta có một vị trí chắc chân ở ngoài cánh như là Salihamidzic rồi. Ok, đừng quên like, subscribe, nhớ tiếp tục ủng hộ Tham Game. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.